Vâng, kính chào các bác. Hôm nay thì cũng đã là 29 Tết rồi. Thì đây, cánh đồng của em đây cũng đã canh xong hết, bắt đầu vào đào bén rễ đấy. Hôm nay tất cả hàng hóa cũng đã không ngưng bán, đang nghỉ Tết các bác nhé. Thì chúng ta nhìn lại một năm xem em đã làm được những gì. Suy cho cùng thì đương nhiên là có những kết quả đạt được và những cái mất mát mà chúng ta đã bị bỏ qua. Thứ nhất là cái chuyện khách hàng thì đương nhiên là cũng những khách hàng mà em đã bỏ sót, tức là chăm sóc chưa tốt, đương nhiên em phải rút kinh nghiệm. Còn những cái gì đạt được thì mình đáng ghi nhận. Riêng cái chuyện mà khách hàng, tuy nhiên là thực sự là trong năm vừa qua em cũng xin được xin lỗi các bác, rất là tận tâm trong lòng em xin lỗi. Thứ nhất là em thực sự là em đang còn không thể chăm sóc đầy đủ hết được cho các bác. Có những khách hàng em đang còn bỏ bê những cuộc điện thoại đang còn quá nhiều và em đã không thể nghe hết, không thể chăm sóc tốt các bác được. Thế thì đó là những cái gì mà em muốn gửi lời xin lỗi. Thì trong năm tới em sẽ cố gắng hơn để phục vụ các bác tốt hơn nữa. Có thể là em sẽ chắc chắn tháng năm mà phải thay đổi lại nhân sự về thợ thuyền và kể cả những người làm, kể cả kế toán em sẽ phải học thêm, thì em sẽ có thời gian tốt hơn để mà phục vụ các bác. Thì những bác là thực sự có những khách hàng có thể là em không đủ thời gian để mà chăm sóc tốt các bác, thì cũng sẽ có những người sẽ mất lòng. Thì cũng mong các bác bỏ qua cho em để chúng ta cùng một năm mới phấn đấu hơn. Thì hiện tại là trường nhà đã xây dựng đầy đủ hết rồi, cũng không cần thiếu gì cả, đây đào hoa đầy đủ cả. Chỉ còn thiếu là giao thừa thôi, là chúng ta có năm mới. Thì có năm mới thì em không biết nói gì hơn, cũng kính chúc các bác một năm là chúng ta thật nhiều sức khỏe. Sức khỏe là giờ chúng ta mới tính đến chuyện khác. Sức khỏe dồi dào và chúng ta thật gặp nhiều may mắn cho tất cả công việc các bác nhé. Còn những khách hàng chúng ta thì có vấn đề gì về hàng hóa hay là những gì cần bảo hành thì chúng ta vui lòng đợi qua năm, vì bây giờ thực sự đã không thể làm được gì nữa rồi. Qua năm vào ngày khoảng đỏ khoảng ngày mùng 10 thì bên em bắt đầu với khai trương lại các bác nhé, khai trương lại. Bởi vì thực sự trong bọn em làm cả năm thì cũng hơi gọi là mê tín dị đoan một chút, bởi vì cũng hơi cái kiểu như là chúng ta hơi duy tâm đó. Thì những ngày đó thì chúng ta như tất cả vấn đề bảo hành chúng ta sẽ liên lạc với bọn em nhé. Cứ về trục trặc thì chúng ta thực sự các bác cũng mong cảm, bởi vì năm ngoái cũng có những người, một số người là mùng một Tết, mới sáng mùng một Tết thôi chúng ta đã liên lạc với em để vào chúng ta bảo hành này. Thì đó thực sự là đương nhiên là liên lạc với em vẫn sẽ nghe bình thường, nhưng các bác thông cảm. Cả năm kinh doanh bọn em thực sự là cũng hơi rất cẩn thận những cái đó, thì các bác cũng vui lòng. Em biết các bác là rất muốn sử dụng trong Tết, nhưng mà chúng ta cũng nên chín bữa năm rồi, bởi vì thực sự bọn em không thể đáp ứng được những cái đó đâu, bởi vì chưa mở hàng bọn em cũng không dám bảo hành đâu. Năm ngoái bọn em làm, nhưng mà năm nay thực sự bọn em xin phép là không làm những chuyện đó, để chúng ta có tất cả qua một người. Để khi mà cửa hàng mở hàng lại rồi thì chúng ta hãy các vấn đề em sẽ giải quyết hết cho các bác nhé. Còn cái video này em muốn gửi lời thứ nhất là xin lỗi tới những khách hàng mà năm vừa rồi em đã không chăm sóc tốt, ví dụ như là quá tải, hoặc là những khách hàng mà những chuyện mà em làm khách hàng chưa vừa lòng, thì cho em gửi lời xin lỗi để cho em sau năm mới có nhiều cái thay đổi hơn, để chúng được các bác yêu mến hơn. Em cảm ơn các bác rất là nhiều. Chúc các bác sau năm mới thật vui vẻ nhé. Đón Tết của gia đình và cảm ơn các bác ạ.